Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 8, Đỗ Thu Hà, một nữ giám đốc ngồi trên ô tô do anh Lê Thế Vinh, sinh năm 1990, ngụ phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa điều khiển. Đang đi trên đường thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Đến phố Lê Vãn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Hà cầm vật sắc nhọn xiên hai nhát vào người anh Vinh khi anh này đang lái xe. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng thiệt mạng. Nghi phạm ra tay với người tình, sau đó đến công an đầu thú. Được biết, anh Vinh đang là cán bộ tòa án của Tòa án Nhân dân huyện Hoàng Hóa. Còn Đỗ Thu Hà là giám đốc một công ty chuyên thiết kế xây dựng nội thất trên địa bàn phường Thanh Hóa, có tiếng giàu có. Ngoài ra, nghi phạm Hà còn tham gia góp vốn làm ăn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, nên được coi là một doanh nhân trẻ, thành đạt và rất giàu có. Hà ly hôn với chồng cũ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau nhưng không hạnh phúc, sau đó thì gặp anh Vinh. Tại cơ quan công an, bước đầu Hà khai rằng, vào khoảng tháng 6 năm 2019, Đỗ Thu Hà và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này, Hà cho rằng anh Vinh yêu không chân thành, nên Hà đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chưa được. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Bị cáo Hà còn cho biết anh Vinh là tình nhân và rất hay hỏi vay mượn tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Hà nhắn tin qua ứng dụng Messenger Facebook với bạn là chị Lê Thị Lan Anh về việc sẽ ra đòn với anh Vinh. Ngày 4 tháng 8 năm 2019, Đỗ Thu Hà và anh Lê Thế Vinh nhắn tin với nhau, hẹn buổi tối sẽ gặp nhau. Khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, anh Vinh bắt taxi đến gặp Hà tại trước nhà số 35 đường Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Hà đưa chìa khóa và xe ô tô hiệu Mazda 2S màu trắng, biển kiểm soát 36A06859 cho anh Vinh cầm lái. Hà ngồi ghế phụ phía trên, anh Vinh điều khiển ô tô theo hướng đường Lạc Long Quân, rồi rẽ vào đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Trên đường đi, Hà nói về việc không còn tình cảm với anh Vinh và đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm, nhưng anh Vinh không đồng ý. Khi hai người đi trên ô tô, cũng xuất phát từ việc ghen tuông và hỏi vay mượn tiền, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sáng 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội sát hại người đối với bị cáo Đỗ Thu Hà, sinh năm 1986, ngụ phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo Đỗ Thu Hà khai, khi đến trước số nhà 31 phố Lê Vãn thì bị cáo yêu cầu anh Vinh dừng xe, không tiếp tục đi chơi nữa. Khi anh Vinh vừa dừng xe, bị cáo có nhoài người để mở cửa định ra ngoài, thì anh Vinh bất ngờ kéo lại, hai người có lời qua tiếng lại và có chửi bới nhau. Anh Vinh dùng tay cào cấu gây ra các vết xước da ở vùng cổ của Hà. Không những vậy, còn bóp rồi vòng tay ôm qua ngực bị cáo rất chặt. Trong lúc giằng co, bị cáo vớ được vật sắc nhọn dài 23,8cm có sẵn ở hộc để đồ giữa ghế lái và ghế phụ, rồi xiên liên tiếp vào người anh Vinh. Tất cả 5 nhát trúng ngực, cánh tay phải và đùi phải khiến anh Vinh gục tại chỗ. Anh Lê Thế Vinh đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã thiệt mạng sau đó. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5 2020, vụ án này đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, phiên xét xử này hôm đó đã bị hoãn. Vụ án mạng đã gây sự chú ý của dư luận, nên có rất nhiều người đã tới tòa theo dõi phiên xét xử này. Tuy nhiên, trong phiên tòa lần này, sáng 25 tháng 8, tại phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Thu Hà nhiều lần khai nhận trước tòa rằng mình xử anh Lê Thế Vinh, sinh năm 1990, ngụ phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện, là do tinh thần hoảng loạn và bị người tình có hành động sàm sỡ. Bị cáo Hà khai trước tòa, lúc gặp nhau giữa bị cáo và anh Vinh có cãi nhau về chuyện ghen tuông, tiền bạc. Sau đó bị cáo nói muốn chấm dứt mối quan hệ với Vinh và đề nghị quay về nhưng Vinh không cho về. Tôi liền nhoài tay để mở cửa xe,
thì anh Vinh đã kéo mạnh bị cáo về phía người anh Vinh, rồi tát vào mặt, rồi quát: "Vậy thì tôi sẽ chiếm đoạt cô trên xe." Bị cáo Hà tiếp tục khai nhận sau đó bị hại Vinh có hành động sàm sỡ vào vùng ngực. Hà khai, lúc này bị cáo có hét to và xô anh Vinh ra, nhưng anh Vinh đã dùng tay bóp vào vùng cổ bị cáo, nên bị cáo rất hoảng loạn và lo sợ. Khoảng 30 giây, bị cáo vung tay ra và sau đó vớ được cái gì trong tay là bị cáo xiên để tự vệ thôi. Mục đích là tự vệ thoát thân thôi, chứ không có mục đích làm hại anh Vinh. Tại phần bào chữa, luật sư đại diện cho bị cáo Đỗ Thu Hà đã đưa ra nhiều lập luận, quan điểm cho rằng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Hà theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sát hại người có tính chất côn đồ là chưa hợp lý, không đúng bản chất sự việc. Vị luật sư đề nghị hội đồng xem xét xử bị cáo Hà theo khoản 2, điều 123 là hợp lý. Song luật sư bào chữa cho bị hại lại cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo, lời khai có nhiều mâu thuẫn. Trong quá trình xét hỏi tại phiên xét xử, vị luật sư này đã đưa ra tới 8 tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo. Cụ thể, lúc thì bị cáo khai do mâu thuẫn tình cảm, lúc thì khai do bị bóp, lúc thì khai do tức giận, nên mới dẫn tới hành vi lấy mạng. Việc xiên anh Vinh cũng như nhiều mâu thuẫn so với lời khai trong các bản cung và tại phiên xét xử, nên cho rằng việc truy tố bị cáo Hà theo điều khoản trên là hợp lý, đúng tính chất, mức độ vụ việc. Sáng ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ 2 của vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Thu Hà. Tại bản luận tội ngày 25 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng hành vi ra tay với người tình của bị cáo Đỗ Thu Hà là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ nên đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo điều khoản này, người phạm tội có thể bị phạt từ 12 năm tới chung thân và tử hình. Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá, xem xét tính chất toàn bộ vụ việc. Từ căn cứ trong cáo trạng, các lời khai tại tòa và quan điểm của các luật sư, với những căn cứ trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 20 năm tù giam, cao hơn từ 7 tới 8 năm so với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội sát hại người. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 206 triệu đồng. Suốt 2 ngày diễn ra phiên xét xử, bị cáo Đỗ Thu Hà, nữ giám đốc doanh nghiệp giàu có ở Thanh Hóa, đã trả lời rõ ràng mạch lạc các câu hỏi của hội đồng xét xử, luật sư. Bị cáo Hà còn khai ra tay với người tình để tự vệ do bị anh Vinh đe dọa tính mạng và có hành động sàm sỡ vùng ngực của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.